tuy đã học phật nhưng cứ tạo nghiệp vẫn chịu quả bằng không ra khỏi lục đạo thật sự muốn vượt khỏi lục đạo phật di đà từ bi phật biết rằng các đức phiền não rất khó cho nên tìm tâm không cần các phiền não Không đoạn phiền não Nhưng phải khống chế phiền não Là có thể giảng sinh Khống chế được chính là Đè nén phiền não xuống Đè nó xuống Tuy có nhưng không phát huy tác dụng Thuộc ngữ kinh điển gọi là bất hiện hành Chúng ta gọi là không phát huy tác dụng Là có thể giảng sinh Nếu lúc nào phiền não cũng hiện hành Thì niệm Phật cũng không giảng sinh Điều này phải hiểu rõ Làm sao để hàng phục khi phiền não vừa khởi liền đổi thành a di đà phật đây gọi là đè xuống niệm đầu là phiền não nhưng niệm thứ hai là a di đà phật đây là cách đè nén nó xuống đây gọi là biết niệm phật đây gọi là công phu niệm phật đắc lực khi gặp thuận cảnh Liền xuyên tâm quan hỷ Sanh tâm tham ái Đây là phiền não khởi hiện hành Đó là tạo nghiệp Quan hỷ sẽ tạo nghiệp gì? Nghiệp trời người Nghiệp cảnh trong tâm không vui Lúc bực bội là nổi nóng Đổi thành một câu A-di-đà Phật Liền đè xuống Bước bội tạo ra nghiệp gì? Tạo nghiệp địa ngục Khởi niệm tham là tạo nghiệp quỷ đói Là loài quỷ Ngu si Là không có khả năng phân biệt đúng sai thiền ác Thật ra thì nhiều lắm bao gồm cả chúng ta ở trong đó đây là ngô si ngô si là loài súc sinh cho nên phải cẩn thận với tham sân si vì nó là nhân tố dẫn đầu của ba ác đạo quý vị xem đáng sợ biết bao ý niệm này vừa khởi ý niệm thứ hai là câu a di đà phật vì thì cổ đức đã dạy Không sợ niệm khởi mà chỉ sợ giác chậm Giác chậm là sao? Quý vị tiếp tục tạo ác nghiệp Niệm ác liên tục nhau Điều này rất nguy hại Đấy là tạo nghiệp Niệm ác vừa nổi lên không liên tục Lập tức ngừng nó lại Dùng danh hiệu Phật thuận tiện hơn gì hết Thật sự trong tám dạng bốn ngàn pháp môn Thì niệm Phật là pháp môn thuận tiện nhất Hơn nữa là pháp môn phương tiện thù thẳng nhất Vậy không niệm Phật sao được